Hello, chúng mình quay trở lại với channel Võ Tùng và đến với một giáo án mới của đội bao khu đường trên, giáo án Blitz Crane anh em nhá Hơi trôn một tí xem cho vui thôi anh em ơi, không phải là một giáo án để anh em học theo đâu nha. Ngày hôm nay sẽ là Big Crank đâu với Poppy anh em nhá cũng xem xem đội bao sẽ có một con Big Crane như thế nào nào. Let's go. Ok, Blitz đứng trên của The Bow nhìn rất là trôn và thực ra đây là một dự án xem giải trí anh em ơi. Nó là một dự án fit khá là nhiều và để xem xem là The sẽ có một game đấu như thế nào với Blitz nào, tăng tốc pha, giải bán năng lượng. Thăng thăng cái gì Mang ngọc rất nhiều sát thương đấy ạ. Tập trung tuyệt đối cùng với cục phong tích tụ ạ. Bảng phụ lấy thu thập nhãn cầu cùng với thời gian tối thượng, tốc đánh sát thương thêm và máu theo cấp. Đây là một ngọc rất là nhiều sát thương anh em nhé. Dự sẽ là một dự án full AP của The Bow với con bài Blitz cũng xem xem là một con Blitzcrank Full AP thì nó sẽ có sức sát thương như thế nào. Trận đấu diễn ra ở mức rank cao thủ của máy chủ Eurup. Đổi ngọc à? Đổi thành cái gì đây? Đổi kịp không? Đổi thành sốc điện anh em ơi. Sốc điện phát bắn đơn giản thu thập nhẫn cầu thời gian tối thượng bằng phụ lấy cũng là tập trung tuyệt đối cùng với cuộc phân tích tụ tốc đánh sang thêm vào máu theo cấp ok 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 chỉnh một chút về ngọc ở những giây cuối cùng của đội bao Bao what the fuck Vừa <laughs> vào là Poppy chat ôn rồi anh em ơi Mua cái gì đây What the fuck is this? Nào để xem mua cái gì đi đường với Poppy nào Lam Ngọc à Lam Ngọc thì có thêm năng lượng để spam Q Cái Q của Big Ranh thì nó khá là tốn mana Chứ kể là năng lượng thì nó sẽ giúp cho cái lớp khiên ảo Của nội tại sẽ nhiều hơn Và cấp 1 đang đi cướp rừng rồi Một giáo án khá là trôn đồng đội ở đây Ván này thì team có một con Ivern đi rừng ạ à cái này thì uh, tốp rừng hơi thiếu sát thương một tí sẽ là một pha di chuyển sang khu vực rừng đối phương với cái máy quét của Pai để có thể xâm lăng rừng và cùng xem xem là không đổi ngọc kịp rồi anh em vẫn là tăng tốc pha anh em ạ không đổi kịp thành cái ngọc sốc điện rồi tính lấy sốc điện cho nó nhiều đam nhưng mà cuối cùng vẫn là tăng tốc pha mà thôi sau đó thì đang uh, tìm kiếm cơ hội lấy chiến công đầu ê có người vào này Pai móc được không bạn ơi Pai móc thành công cơ mưu nâng cái gì đây Cơ mưu dính dễ rắc rối bị kéo nhưng mà đối phương vẫn e kịp qua tường Ây à, yeah. da Kéo trúng là tỷ lệ có chính công đầu rất là cao đấy anh em nhé Hơi tốn thời gian một tí Pai tiếp tục móc như lần này móc trúng vào con Erdia mà thôi Một pha xâm lăng dừng ở cấp độ 1 Và chiếm được quyền kiểm soát khu vực bồ đỏ đối phương Tuy nhiên thì không có chính công đầu nào đây cả Poppy là một con tướng rất là trâu khu vực đường trên và đam nó cũng có đấy không phải là không thì để xem xem là đờ bao liệu rằng có đi đường ổn thỏa với con poppy hay không đây cấp một bị đối phương đấm vào đầu với một cú quy kéo trúng như đối phương có nội tại và kích tăng tốc pha chạy thôi mất nửa cây hơn nữa, vãi nữa. thôi xong rồi cái này cấp một này hơi 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 lủng rồi anh em ơi cấp một nâng quy đi đường kiểu gì quy hồi thì rõ lâu lại còn <laughs> lại còn bị che bởi lính nữa rồi poppy nó gõ khiên vào đầu rồi đi sát trụ nếu đối phương dấn lên thì mình kéo đối phương vào trong trụ ha hít kinh nghiệm ok hít kinh nghiệm được một con cả hai cùng nâng quy cấp 1 và quy poppy hồi nhanh hơn và nó lại còn sát thương nhiều với hai lượt nữa spam luôn cho mình đó là hai bình và nếu mà dùng quy ăn một con lính thì nó sẽ tốn rất nhiều mana đang cố gắng lách quy đối phương poppy có một pha ném khiên nội tại có quyền năng bất diệt và cảm giác kèo này là kèo mà <laughs> cái gì đây we scaling, scaling gì đây scaling gì đây scaling, <laughs> scaling. <laughs> scaling có nổi hay không ấy là vấn đề chứ những giao án như kiểu là Sion hay là Ramos thì có thể gọi là bán mạng để mà farm lấy chỉ số farm các thứ còn con Big Rank này bán mạng cũng có farm được đâu có cái gì để mà proxy đâu anh em giao án rất trôn rồi sau đó thì đối phương lên level 3 tiếp tục gõ búa để đẩy đường đến từ Poppy cấp độ 2 cho The Ball với một pha kéo thành công đấm móc thành công trụ bắn hai hit Poppy e ra được nhưng cũng mất máu tương đối nhiều sau hai hit đánh đến từ trụ và lát hit dưới trụ với Big nó cũng là một vấn đề tương đối lớn Đứng dưới mất chính công đầu rồi anh em ơi Ok dùng cái E, đam ăn con xe to tốt rồi này Có cái W tăng tốc để có thể uh, lát hit nhanh hơn một chút nhưng mà vẫn bị trượt thôi Poppy thì reset thành công tân lính và đã về nhà mua trang bị các thứ rồi Đánh tay E, lát hit, lát hit anh em ơi, lát hit anh em ơi Mic rất tốt Hai con này khó này Một con à, Trượt hơi nhiều 12 so 17 anh em nhé Pick big rank đi đường là cảm giác là hơi khó khó rồi Chắc là để đánh team fight Chứ còn để lẻ mình nghĩ cũng không có quá áp lực cho đối phương Ở giữa trận nếu mà kéo tốt Thì những con như là Yasuo nó có thể sẽ Chăn chối vào được Nó là công cụ để đánh giao tranh thôi Pha này thì cấp độ 4 là ngang nhau Nhưng máu của đội bao đang mất đi là tương đối nhiều Kéo xịt nữa à. Rồi cố gắng ăn nốt con lính rồi té thôi Có cái gì để mà chơi nữa đâu Mất luôn nội tại rồi Cố gắng quay lại để ăn lính nhưng mà cảm giác mất máu hơi nhiều Đứt chạy thôi anh em ơi Lách 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 Chả còn quy để mà quy nữa Không có đủ mana để quy luôn đấy anh em Thôi té 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 Mà đánh Big Rank mà lên full AP thì nó rất là mỏng các bạn Mỏng như thế này thì cũng dễ chết nữa TP, TP đón xe to anh em ơi a scaling strategy here guys Definitely a scaling strat Vẫn đang tự an ủi bản thân là sẽ scale lên những con như Siren hay là con Ramus thực ra nó kéo rất là tốt pha này còn không kịp có size to nữa một pha tính kéo Poppy sau khi con lính nó chết nhưng mà kéo thì không trúng chắc là chờ Ivor lên ganh ha Ivor đang bắt đầu vòng ra phía sau bụi cỏ và chuẩn bị cho một tiếng tấn công Poppy thì đang đẩy lên tương đối cao và lính là tương đối nhiều đánh tay thành công với với e nữa bật W đánh tay liên tục sau đó thì Quy chuẩn bị hồi lại rồi có Quy được hay không kéo Quy đấm e trước hay Quy trước đây một pha QE thành công tiếp tục đánh tay và sau đó tiếp tục đánh tay bị trụ bắn phải là hơi nhiều trụ bắn hai hit mất máu quá nhiều và bị tốc biến ném khiên quyền năng lên bảng đếm số ạ uh, trụ bắn 400 trăm đam trong pha vừa rồi với tình huống nhấp nhả ngoài tầm trụ nhưng vẫn bị trụ bắn tới hai hit chôn rồi một cái gì đấy bí trương à một pha ganh đến từ ivan thì rõ ràng cái vấn đề sát thương đến từ bộ đôi tốp rừng <laughs> nó là vấn đề mà rõ ràng là một cái lượng sát thương đến từ một con Bigrang lên AP đấy nhá Không phải là Bigrang lên tanh nhưng nó vẫn là không đủ Kể cả móc chúng thì Ivan cũng không có bao nhiêu đam cả Và bắt đầu có dấu hiệu fit rồi đấy anh em này fit một mạng rồi đó Poppy đẩy sứ giả phán quyết reset wave luôn đã khó chịu dữ <laughs> <giữ hả? cười> Poppy xác định là ăn không kịp cái đợt lính này nên quyết định đối phương là tung chu cuối cho nó ra phía sau trụ để uh, Poppy có thể về nhà trở lại khu đường trên vẫn còn lính để pha pha xử lý rất là tốt đấy từ Poppy Poppy biết chơi ha lát thì dưới trụ chưa mất một con kích đứt lấy tốc đánh ha mình đam mấy con còn lại rất tốt ok 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 thôi tự ăn đủ bản thân bằng việc là mình sẽ scale lên theo thời gian thôi anh em ạ Boss thì có mạng dành cho Tristana Good job, good job Ivern đã gành thành công khu đường dưới rồi tầm này chỉ hy vọng là cánh dưới sẽ xanh xanh để mà gánh con big rank này thôi chứ còn con big rank đường trên này thì để mà nó đánh theo kiểu là carry để ap giống như những con như rumble hay là những con như kiểu là Mordekaiser, rất là khó anh em ạ kéo thành công như đối phương level 6 đánh tay với e kích tăng tốc pha tiếp tục đánh tay với sát thương đến từ chiêu cuối nó cũng giật vào đôi chút nửa cây á à, có tí sát thương ha cũng gọi là có tí sát thương của poppy lên đam anh em ạ poppy kiểu lên giáo thiên ly hay cái gì á chiêu cuối còn Chiêu cuối của Big Rank thì nó sẽ xóa luôn những cái lớp lá chắn anh em nó kéo thành công đánh tay với E, đối phương mất E rồi tiếp tục đánh tay. Đánh tay chiêu cuối sát thương là đủ để từ đưa vào và solo, solo kill. Solo solo Come on. Solo solo Come on. Go next. Solo bolo. solo Ờ, uh, đã to phết anh em ạ. Skill AP của Big Rank cũng có phải là to. Và trang bị AP lớn của The Vault hướng tới sẽ làm cái hỏa khuẩn à. Lên giật, lên This is just how I do things around here. Ngon 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 anh em ơi Vẫn solo kill được con Poppy và Cảm giác là Poppy lên Dam nên là không có nhiều về mặt chống chịu Không có kháng phép anh em ạ Vẫn có thể solo kill được đối phương ạ Và các bạn để ý một chút là nếu mà con Poppy nó nhặt khiên từ nội tại lên Thì cái trục cuối của Big Crank nó có thể xóa khiên luôn anh em nhé Đối phương không cho được bao đón lính Đánh tay với E sau đó thì kéo nó Quyết định lái xe to ha Quyết định kéo để lái xe to thay vì lấy máu của Poppy phía bên kia Cố gắng mic Dam ăn lính dưới trụ Poppy tầm này đi proxy rất là chill rồi Mặc dù là Poppy lên tanh, ở nhầm lên đam nhưng mà vẫn quyết định proxy ở đánh tay Bật đứt đánh tay thôi Bật đứt đánh tay kích tăng tốc pha Có ở đi ở đây bị ủi nhưng mà không bị choáng Đấm móc thành công, tung chiêu cuối đây không Tung chiêu cuối có mạng cho đời bao tiếp tục đánh tay Và sao tốc biến đánh tay Sao tương la? Sao từng la đủ đắp một kia cho đời oh, 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 oh. Này, Come on, Nice Bằng trụ với chúng tôi một pha đóng băng đợt lính đến từ đội bao sau đó về nhà đóng cái hỏa khuẩn thôi dễ gì giết con Blitzcrank này anh em ơi nó vừa có CC nó vừa có lớp lá chắn từ nội tại đam cũng lớn trụ bắn cũng thấm ha ngon rồi anh em ơi đội bao đang là người rất xanh với ba một cây đây <laughs> cái rank cao thủ của mấy chủ này đây Hoà <laughs> ultimate... no, khuẩn sẽ giúp chiêu cuối hồi chiêu cực kỳ nhanh. <laughs> Pha <Phán> này <laughs> lại còn có thời gian tối thượng được hai stack rồi đấy anh em ạ. Pha này thì kéo lính rồi. Nếu mà lên AP thì lên thêm cái gì nữa anh em nhỉ? Kiếm tay gương không? Thực ra thì Big rank AP các bạn sẽ thấy là sẽ xuất hiện ở trong những cái trận đấu ARAM là chủ yếu thôi. Pha này thì cái chiêu cuối nó nổ kìa anh em kìa, tung chiêu cuối nhưng mà không có quy rồi, quy. Và quý hack đã không được Cái chiêu cuối của Big Crank có cái nội tại nó sẽ giật giật sát thương anh yeah, em nhé Và cái giật sát thương đấy Cũng là còn kích cả hỏa khuẩn nữa been... Nội tại kích được hỏa khuẩn nó dính uh, chiêu cuối của Poppy Và hey. Poppy đầu tư chiêu cuối đang khiên trụ luôn ạ. Khó chịu phết hey, Chỉ thề luôn <laughs> Poppy bắt đầu lên kháng phép rồi anh em ơi, tôi th thấy bắt đầu có một tí kháng phép đi yeah, từ Poppy rồi. Nhưng mà còn Blitz này hồi chiêu chiêu cuối nhanh quá. Cái quay này chắc nó bật R nó reset luôn đấy. Bật đứt đánh tay sau đó thì R luôn. Reset. Có định bật đứt đánh tay với bùa đỏ rồi không 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 dùng chiêu cuối. Poppy hình như là dịch chuyển trở lại với full cây máu. Hay à, đi ăn mầm không biết nữa. Về bao thì đi bộ lên đấm E sau đó thì kéo Q kích hỏa khuẩn với nội tại đến từ chiêu cuối và sau đó giật về cấu rỉa xương xương. Thấm ha, thấm ha, thấm ha, thấm ha. Nhưng mà pha này đủ đam ông ta pha này thì đang chờ hồi quy, poppy thì nó không còn chu cuối nữa sẽ là một pha w lên chu cuối chăng không quyết định pha an toàn rồi pha an toàn cho chu cuối nó giật xét nó kích hỏa khuẩn cái đã Và chờ hồi tăng tốc pha nữa pha này kéo nhầm vào lính rồi ô thôi xong rồi mất cái quy là mất hết áp lực rồi như một con rip rồi ơ đi đường dưới không lên đường trên băng trụ nữa rồi mất e luôn ạ à. coi chừng bị poppy nó ủi e nha có poppy này có cái nó có một cái mũi khoan anh em ạ, sát thương của nó cũng có đó. Người vào đang nói là lên cấp độ 11 thì nó sẽ là một cái ngưỡng sức mạnh rất là đáng kể. Ôi rồi cái gì đấy, Annie đâu ra đây thôi thôi, hỏng rồi, hỏng rồi, cứu 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 kéo Annie, kéo Annie, kéo Annie. Nó phương tốc biến lên chiều cuối được không đây? Chiều cuối nhưng mà sát thương là không đủ rồi. Poppy là người tanh ta trụ chứ không phải là Annie ơi. Còn Annie không bị trụ bắn à ta? Poppy nó ủi e vào nó flash vào nó tanh trụ anh em ạ chứ quả này mà quả này mà N N N có thêm đam trụ để giết Annie thì tốt quá ha Yasuo lên không kịp rồi bị đối phương lên băng trụ liên tục Yasuo thì đi bộ lên không kịp quyết định mua giày pháp sư luôn ạ full AP anh em ạ. cứ thế mà đóng đồ AP vào dã thôi tầm này chắc là TP ra mid thôi Yasuo lên tốt rồi TP 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 hay là TP tốt ăn khiêm trụ nhỉ? Họ quyết định xếp TP luôn ạ. Bot nãy giờ đánh nhau cũng rất căng và Ivern đang liên tục cam xuống đường dưới sau một pha gánh đường trên nó có vẻ là hơi khó khăn. Chì chì với anh em nhé. Chỉ cần đường dưới nó có sát thương để mà nó gánh mình về dọn về sau là ok rồi anh em ơi. biết Rank này nó chỉ là một con tướng đánh kiểu như là phụ ừ. Blitz 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 CC thôi, à, so tạo đột biến like thôi. Mà không biết là The Ball thì ý tưởng ở đâu ra mà đánh con Blitzcrank hỏa khuẩn đi tốt như thế này Chắc là ý tưởng đến từ những cái giao án Aram đây Thực sự là Blitzcrank trong Aram mà lên full AP kéo thì cũng thấm thật Con này kéo ăn lính rồi Và lên full AP nên các bạn thấy là con Blitzcrank nó rất là mỏng ấy Nhìn mỏng niên luôn Tanh chắc là chỉ tanh đến từ cái nội tại thôi anh em ạ Nội tại sẽ có thêm một lớp la chắn nho nhỏ. nhỏ. Một pha kéo rất là tốt đến từ đường bao nhưng rất tiếc là không có đam trụ Lách được cái Q2 của có Poppy phía bên kia thì lại Bị đối phương trả đam cũng tương đối đau Đối phương E lên lao thẳng lên tấn công đánh tay với E nhưng mà chưa có chưa có, chưa có Q, chưa, chưa góc Q anh em ơi, mất nội tại rồi Tiếp tục đánh tay và chiêu cuối sau đó thì kéo Q vào lính á, ôi dồi ôi. tính r để giết lính sau đó tạo góc quy nhưng mà Q, rất là quy trượt đối phương đi ăn mầm thế này thì còn khoảng chừng 500 máu chắc phải về tp thôi anh em ơi bot đánh nhau và có tình huống đổi mạng giữa hai adc À Ivan 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 cứu tôi bạn ơi tôi kéo e chạy thôi anh em ơi chạy thôi Ê, bị choáng ạ à. thôi xong rồi. Mà cái góc này vẫn choáng được à? Choáng là ăn hai lượt quy rồi anh em. Mà đam quy của Poppy mà nó nổ hai lượt thì rất là thốn luôn ấy, chưa kể là Poppy nó lên đam chứ mà nó lên tanh thuần nữa. That's why I need level 11. Once I reach level 11, the game is over. Rất cần cấp độ 11, Để bao bảo rằng nó rất là cần cấp độ 11. Để xem là cấp độ 11 thì con Black Crane này nó có rác đam không anh em nhé. Nãy giờ thấy Chứ nãy giờ thấy đời uh, bao liên thuyên với cấp độ 11 hơi nhiều Wait, Một pha kéo Ê, Kéo xịt ạ à. Còn cái tốc biến sao không đầu tư tốc biến luôn nhờ Kéo trúng là tỷ lệ solo kill rất cao đấy Nhưng mà rất tiếc là kéo trượt ạ à. <laughs> dạ. Mất một cơ hội solo kill đối phương rồi Phần này thì Poppy không biết là còn TP hay không đây tiếp tục đóng băng lính vì không còn chu cuối để reset way đối phương tp trở lại luôn rồi mà poppy tp trở lại chắc là có giá thiên ly rồi đấy mà tầm cái giá thiên ly là nó cũng vừa có đam mà nó cũng trâu đấy nha bởi vì sát thương big nó không phải là sát thương uh, dps mà nó là sát thương theo kiểu sát thương sốc sát thương khoảnh khắc thôi kéo trượt nữa rồi ơ đang cánh trên ăn sâu hư không anh em ạ bot đánh mạnh lên anh em ơi bot có mạng dành cho tristana chứ không phải là team the bow ạ vãi hỏng rồi, cam xuống cánh dưới này là chết cả ivern luôn rồi Yasuo đang xuống để cứu nhưng mà cứu không nổ con ivern luôn liệu rằng đối phương có băng trụ tiếp hay không đây mặc dù khởi đầu với ba một tuy nhiên thì the bow lại đang ồ thật rồi chiêu cuối thôi anh em ơi chiêu cuối thôi anh em ơi chiêu cuối dọn lính anh em ơi Chiêu cuối bị stun liên tục có chiêu cuối kéo e thành công và sau đó thì lên bản đếm số với sát thương không đủ từ trụ để kéo theo bất kỳ một ai Thôi thì những cái mạng chết như thế này ít nhất là cũng còn farm được uh, cái tân lính oh Công nhận là trong cuối Big Bang nó dọn lính cũng nhanh thật Hồi chiêu nó cũng nhanh vì là có cái hỏa khuẩn ấy Nhưng phan này không đủ đam để giết bất kỳ một ai rồi Bị chồng CC và tỉnh không nổi Giày pháp sư và bị đối phương CC thì uh, không tỉnh choáng kịp Mất trụ đường chê luôn đúng không nhờ Vẫn chưa lên cấp độ 11 anh em ạ Vẫn chưa thể lên được cấp độ 11 Mất trụ đường trên nhưng mà cánh dưới có một tình huống kiểm soát rồng đến từ đồng đội Và cơ mi lên bảng đếm số với mạng dành cho Tristana Ô oh, có vẻ Tristana ổn đấy anh em Nãy giờ thấy cơ mi chết cũng có vẻ là hơi nhiều Phát này thì dùng W đánh tay để ăn lính và tiết kiệm lại cú chiêu cuối cho tình huống dọn lính phía sau Ô oh, nội tại là khi cả cái xe to ạ, à, ngon Tính ra cái nội tại của Big Rank này, oh, oh, cái nội tại chiêu cuối Big ông. Rank này khá là ngon anh em ạ mình không biết là đi đường với các con khác như thế nào nhưng mà nó hỗ trợ dạo lính tốt đấy chứ hả? Because the ultimate the CD cuối 24 giây, cấp độ 11 chiêu cuối của con Big Rank là 24 giây hồi anh em nhé. Rồi clear một wave bằng cú chiêu cuối sau đó thì reset bằng quy nữa và poppy ê, chạy chạy anh em ơi chạy kích tăng tốc pha chạy anh em kích tăng tốc pha chạy anh em ơi giờ Annie đấu ra đây tôi hỏng rồi đi bộ sát tường flat Annie sáu không nó phà thốn thế con Annie cũng hỏa khuẩn cái thứ luôn rồi nhưng mà đối phương cam lên cánh trên này cánh dưới đang có những tình huống khai thác mạng rất là tốt từ Tristana nha cánh dưới có vẻ khỏe anh em ơi thôi tạm tạm đấy cánh dưới có trụ dành cho Tristana là thấy ok rồi đó có người gánh rồi có người gánh game này là ngon rồi Chỉ cần những con như là Yasuo và Tristana có sát thương là ok anh em nhé Thì con Big Rank này nó sẽ là con tướng vừa là mở giao tranh vừa là phụ đam Chỉ cần kéo chúng làm mềm một thành viên đối phương để Tristana với Yasuo vét mạng là vẫn có cơ hội win game Pha này thì giao tranh diễn ra với cú chăn chối, Pai mất chu cuối nhưng không hack được tiền, không sao cả, có mạng là ngon rồi Cơ mất e rồi này Đường trên thì Tristana đang va chạm với con Poppy mà sát thương đến từ Tristana chắc là chưa đủ ở tầm này cho Tristana đẩy cánh thì Đờ lại có khoảng trống di chuyển để PK Còn Big rất là thích PK những quả Vì chất tướng hỗ trợ nó giống con Pai các bạn Bộ kỹ năng của nó PK rất là tốt đấy Đây là một tình huống kéo dốc sát thương đấy không đánh tay với E Sau đó thì tiếp tục đốt sát thương với hỏa khuẩn Sau đó thì chiều cuối một mạng sát 500 tiền cho Đờ Bao với cú trụ cuối cực, cực kỳ thốn của mình Nhưng mà coi chừng là Poppy với dính nó băng trụ luôn đấy nha bị choáng rồi Cú choáng tường cực kỳ xa đến từ vị trí của Poppy sau đó thì Đờ bao tốc biến lên kéo nhưng mà mạng này thành cho Tristana mất rồi cái pha kéo để tính ăn mạng của con dinh nhưng mà đồng đội đã ăn được mạng mà thấy là đời bao bóng nguyên cái tốc biến lên bảng điểm số luôn Tristana vét mạng tốt với double kill trao đổi rất tốt rồi anh em ạ trao đổi những quả như này là team rất là khỏe luôn đấy cùng xem xem là đồ thứ hai sẽ mua cái gì đây quyền trượng bão tố ạ đồ này là đồ mà có biết là nó qr xong là nó hết việc anh em nhé quy xong r và sau đó là thành một con rip nếu mà quy chúng thì đồng đội còn có cầu ăn mạng Còn quy trượt Sau đó thì uh, mất cái R là Coi như không còn bất kỳ một cái giá trị gì luôn Tanh cũng không trâu nữa Phần này thì đang TP xuống đường dưới để đép cái tên của con Annie Annie đẩy lên khu vực trung một đường dưới đối phương Tuy nhiên đợi thì Annie Ôi đối phương vòng thôi thôi, thôi. Annie xanh anh em ơi sáu em, anh em, anh không anh em ơi bị triệu hồi tipper rồi Sau đó là một pha cố gắng bỏ chạy tốc biến đấm móc kéo E Và sau đó chiêu cuối dứt điểm solo kill dành cho đời vào với shutdown nhờn nhờn đang to phết anh em ạ đang to nhưng mà là bé đâu nhá và Annie mà đã nằm xuống mạng với mạng đánh dành đánh cho đờ bao với tình huống tốc biến đấm móc giữ đối phương lại dưới trụ không dễ giết con big này như vậy đâu Annie ơi băng trụ băng trụ với big rank Sao thì ở có mặt ấy hỏng ấy hỏng ấy sao nó chạy nhanh thế đang mải farm lính thì bị đối phương áp sát táp cho phát đi luôn Chết 7 mạng rồi anh em ạ Không phải là một con tướng fit to win Nhưng mà đã chết tới 7 mạng rồi Sứ giả phán quyết thì tường à, gió cũng không cản được không? Sau đó thì có một cú TP Chắc là đến từ vị trí của Annie Nhưng mà Annie không còn chiêu cuối Yasuo bị choáng rồi Tích lốc đến từ Yasuo với cú lốc hất tung EQ chăn chối tốt bài hack tiền không được với cú chiêu cuối Nhưng vẫn có mạng dành cho Yasuo Và sau đó thì truy đuổi con Poppy này thôi Đừng dưới thì Erdi đang cố gắng để lẻ và có được trụ dành cho Erdia nhưng mà đường trên chắc chắn là mất hai người đường giữa thì sẽ mất trụ đến từ Tinder phương gọi sứ giả luôn hai trụ đường dưới liên tục đến à, từ thị, con thị, ơ đi, đi rừng phía bên kia về đép cánh dưới anh em ơi đép cánh dưới anh em ơi mất hai trụ liên tục cố gắng đép cái trụ ba anh em nhé pha này thì uh, pai đang xuống hỗ trợ thêm cho khả năng phòng ngự đến từ the bow rồi tung chiêu cuối xử lý được con sứ giả không cho nó hút vào trụ ba là ok rồi đường trên thì yasuo sẽ có được lợi thế để có thể tiếp cận trụ một và tỷ số về mạng hiện tại đang là con số 21 dành cho team đối bao và 16 cho team đối, đối phương về trụ thì team bao ăn được hai trụ Yasuo không dám ăn trụ một đường trên đối phương trong khi đó thì đã mất tổng cộng đó là bốn trụ ngoài rồi, rồi tiếp tục à, đẩy cánh và reset quay bằng chiêu cuối ha Ok, xử lý tốt của xe to <laughs> và đã có được cái lượng tiền đủ để hướng tới quyền triệu bảo tố ở đồ 2 Mà combo đồ này là nó kéo trúng là có người đi đấy anh em nhé kể cả những con như đi đứng tuyến đầu mà bị kéo Tôi là chết chắc luôn. Like, Odia có khiên băng và có big. kiếm răng cưa. Tristana thì bị cơ mưu down mất rồi. Pai cũng đang phải cố rút lui trước áp lực đến từ Eni. Pai với sự cơ động thì vẫn có thể rút lui về được. Cơ mưu đá sang và The Ball đang quyết định em vào con Eni này. Chu cuối còn đấm móc kéo e. Pai móc rất tốt và đó là một cú chu cuối hack tiền đến từ Pai sau khi mà The Ball là người có mã hạ gục. Bắt một con dinh đang lang thang nhưng mà Yasuo lốc xịt rồi bạn ơi. Uh, Yasuo đang cố gắng lốc đấm móc lên chăn chối Chăn chối tốt đến từ Yasuo Yasuo gần như là spam rồi trong pha vừa rồi Kéo thành công với 300 sát thương I Tiếp tục đánh đấy. tay nhưng mà Yasuo mất máu hơi nhiều và thôi xong rồi Cứu, cứu fire cứu fire Đứt, 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 Hỏng rồi Đứt chạy được không? hết chạy nổi rồi Cơ mi với nó dí thì chịu Need AD không có Tristana thì cảm giác là sát thương DPS sẽ không đủ để đe dọa con Odia phía bên kia nó vừa trâu mà đang nó cũng to nữa nó trâu thì nó có khiên băng ra đi nó trâu rõ rồi Đam nó với tam hợp cũng có Cú móc đến từ Pai nhắm tới vị trí của Poppy Và sau đó thì Poppy ủi e vào Tristana đang bắn nhưng mà bắn cảm giác là chưa bào máu được con Poppy phía bên kia cơ mưu tiếp cận nhưng bị Pai móc outplay cú e Và sau đó thì Tristana bắn được Ivan tốc biến quy và Tristana tiếp tục nhảy lên Nhưng nhảy lên ngay vào mồm của Poppy đang gồng chiêu cuối ạ May là Pai không chết trong pha này còn đời bao thì đang tìm góc TP nhưng mà chưa hồi TP kịp tiếp tục đóng cho mình một cái máy chuyển phá hashtag và không có tp lên đường trên farm và chờ tp hồi lại đánh nhau thôi anh em ơi pha này thì Ivan quy trượt rồi chiêu cuối còn khoảng chừng 23 giây hồi đam của nó cũng khá là to một pha team fight diễn ra ở trạng thái dài hơi thì có thể chiêu cuối được hai lần anh em nhé nhưng mình nghĩ là với big Rank thì nên đi bắt lẻ thôi nên giao tranh theo kiểu bắt lẻ đối phương thì hay hơn là giao tranh online trực tiếp Ôi không đủ đam luôn ông ơi Tristana bắn nhầm ạ à. Và Pa đang nói là Tristana rất là cần kháng phép Còn đờ bao thì vòng ra được phía sau đến đối phương rồi Có một người yếu máu đối phương đang ở gần khu vực này Bắt được hay không mới là vấn đề Bắt được Annie hay không đây không được rồi Kéo xịt rồi đồng đội chết hết ba người rồi Yasuo đang ở trong nhà chính và đối phương tiếp tục đẩy tiếp vào trụ 2 à. <laughs> Đi đâu bây giờ làm gì bây giờ Cướp bổ xanh cũng không có đam để cướp bồ xanh nữa Thôi té thôi anh em ơi Ở đối phương ăn Baron à Đối phương Baron anh em ơi Đội sẽ là người ở lại để cản đối phương con Baron này Và on shot được hay không Kéo xịt thế này thì không ăn shot được ai rồi Nếu mà kéo trúng là con mi chết luôn đấy Kéo trúng là mi kể cả kích giáp nội tại Thì cái chiêu cuối Big Grand nó trừ phát đi hết luôn Tiếp tục đứng lấy tầm nhìn Và Yasuo đang bắt đầu di chuyển ra Kermit lao lên Một pha đánh tay và sau đó thì đi bộ vào ở chiều cuối còn chiêu cuối sốc sát thương và có mạng cho đội bao nhưng ngay lập tức đó là tình huống mất mạng và tay Eni phía bên kia cũng như là Baron cũng không còn nữa rồi chỉ có thể giết được Kermil mà thôi tai kêu là is do ff. <laughs> can carry. Too bad. Có được 8 mạng thì chết tới 9 mạng ở đây rồi. Và nãy giờ đang không đi chung với team để mà đánh theo kiểu là không đi chung với team để mà đánh theo cái kiểu là bắt lẻ được anh em. Yasuo đang chém Poppy ở khu đường dưới Mà chém có nổi hay không đây Có Ivern hỗ trợ và Yasuo tiếp tục chặt tiếp Và Poppy có sự hỗ trợ đến từ Annie Yasuo thì không còn chăn chối nữa rồi Có mạng dành cho Yasuo dinh bắn chiêu cuối xuống khu đường dưới The Bao thì đang có định đứng để bắt con dinh đi, đi từ khu đường giữa xuống Liệu thằng dinh có đi cái đường này hay không Quyết định đến từ dinh là đi đường khác rồi Đồng đội đường dưới có được hai mạng nhưng không biết là Yasuo cùng với Ivan có dìu nhau về được hay không đây Cơ mi cũng có mặt rồi TP còn đến từ Đờ Nhưng đang phải đép khu đứng giữa Khu đứng trên thì đó là Pi cùng với Tristana đang đẩy Còn Đờ thì quyết định tung chu cuối luôn Bot thế trận như thế nào rồi nhỉ Yasuo gãy thì chắc Ivan cũng đi rồi Không còn tí đam nào cả Đờ sẽ là người tiếp tục đép vào khu đứng dưới Và để cho Pai cùng với Tristana đẩy khu đứng trên Đứng cam và bắt ơ đi à Chiêu cuối sắp có lại giờ 8 Bảy, sáu, năm, bốn, ba Không được, không đúng, đúng, được, cảm giác là Cảm giác ở đây này hơi trâu anh em ạ Có cả kiếm răng cưa nữa, full combo thì Trì gai mà mò tiết luôn rồi Không giết nổi Đường trên thì đó là một tiếu mà dinh đổi mạng Với Tristana và không có được Trụ bảo vệ nhà lính dành cho bên phía của team The Ball Căng nhà game nó vẻ hơi căng căng rồi đấy anh em ạ Cũng may là không bị Baron đối phương Đẩy mất cái Mega nào Rồi, tiếp tục hướng tới thêm một trang bị sức mạnh phép thuật nữa đó chính là một cái kiếm tai ương. Ba trang bị này là ba trang bị dành cho những con kiểu như là sát thủ luôn đấy anh em nhé. Nếu đánh sát thủ thì quan trọng là bạn kéo quy có trúng hay không. Nếu mà kéo kéo quy trúng thì còn có thể vào đam được bằng R với E. Còn khi mà đã kéo xịt rồi đi bộ lại R xong là thấy cút luôn rồi. Quyết định đứng cam để bắt lẻ Nhưng mà người gần nhất lại là một con ơ quá trâu ở khu đứng dưới Bắt luôn đâu Tầm này nó ăn sót được con dinh luôn đấy anh em Nếu mà kéo chúng nó chết con dinh luôn đó Đồng đội đang bắt ơ và bắt thành công rồi Nhưng đối phương không ai di chuyển xuống cả Nên đội bao phải về dép khu đường trên TP còn nên là về dép thôi anh em ơi Full combo mình không <laughs> biết là có chết Annie này không nhở Nhưng Annie nó cũng hơi nhiều máu anh em ạ Đối phương quyết định đẩy khu cánh trên chứ không xuống cứ ơ rồi Annie in real life pha đi bộ lên tới từ đờ bao với cú chiêu cuối sẵn sàng bị đối phương đẩy một hỏa cầu cơ mưu có mặt rồi thôi xong rồi tung chiêu cuối sau đó thì lên bảng rất nhanh với một pha chiêu tít mất luôn cả nội tại anh em ạ cái nội tại vừa rồi mặc dù là nó cũng có một lượng lá chắn tương đối đấy nhưng mà cũng bị bóc rất nhanh và đối phương có rất nhiều sát thương với Annie kháng phép 60 thì chịu rồi mặc dù là có được con rồng gió nhưng mà đồng đội thì về không kịp để hỗ trợ thêm cho đờ bao ra dựng tường gió sau đó thì bị hất tung liên tục và ra sắp cút rồi Trước khi cút thì Yasuo vẫn kéo theo được một người đó chính là vị trí của Cơ Mew. Chưa mất Mega và Annie hết chiêu cuối rồi anh em ơi. Pai móc không trúng con chứ Tr con con Poppy trong pha này, Tristana tiếp tục nhảy lên. Poppy cũng không bị dính cái quy của Ivern nữa. Mà Tristana đang có vẻ bắn ok, Tristana có mạng hạ gục cùng với Ivern và tiếp tục nhảy lên bắn tiếp vào con Poppy. Annie cũng đang cố gắng bỏ chạy mà thôi, Tristana nhảy liên tục và sau đó thì hết mana đến từ vị trí của Annie rồi. Tristana gánh được, ok chưa? Ok. Chiếc là 4 đồ bắn ok anh em ạ. Thế trận có vẻ là ổn. Thậm chí là chết thêm cả con hey, uh, Poppy nữa tổng cộng là bốn mạng người cho một tình huống đẩy cao khu đứng trên mặc dù ăn được hai trụ liên tục là trụ 2 trụ 3. Đối phương nằm xuống tổng cộng là bốn người. Level 16, lượng sức mạnh level 16. 16 power power spike. Đến với cấp độ 16 thì không biết là con BigRank này nó sẽ có được hồi chiêu chiêu cuối như thế nào anh em nhỉ Tập này hồi thì cũng là tương đối nhanh rồi Nhờ mỏng quá, có 20 giây hồi này anh em này Nhưng mà mình nghĩ là bị một vấn đề khi mà đi con BigRank đường trên là nó phải đi đẩy cánh nhiều ấy Mà rõ ràng là đi đẩy cánh nhiều thì sẽ bị một câu chuyện là không đi chung với đồng đội được Không đi đẩy cánh thì bị thọt level, thọt farm đi đẩy cánh thì lại không bắt lẻ chung với đồng đội được pha hey, này coi chừng nha kéo chúng ơi kéo nhầm rồi kéo chúng con dinh là lụm đấy nhưng mà kéo chúng con ơi đi thì thôi té 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 gấp té gấp té gấp bắt con dinh đấy không đây bắt con dinh đấy không đây kéo cơ miu đấm móc lên nhưng mà Annie có mặt chứ không phải là đồng đội của đội bầu và chỉ có một con pai không có sát thương mà thôi pai không đủ sát thương để dứt điểm bằng chiêu cuối thì chỉ có chạy thôi nghe mà hơi chôn rồi Sao con Kirby support sao nhìn nó trâu dữ anh em Full combo nhưng mà Kirby nó không chết luôn ạ à. Và Pai bồi đam bằng quy nữa đấy nhưng mà không đủ đam để chú cuối dứt điểm pha này Baron sắp xuất hiện thì lại nằm xuống thế này thì không biết là có đánh TP được hay không đây Vì đối phương sẽ ăn Baron với tốc độ cũng là tương đối nhanh với một con Zing có DPS pha này thì triệu chiều hồi lấy tầm nhìn với tình huống cắm mắt đến từ cả Pai nữa Nhưng mà Ivan trừ phạt được hay không một cú móc đến từ pai trúng vào cơ mi support và cơ mi e chạy được đờ bao thì có tp nhưng mà đang đếm số tầm 10 giây nữa mới xuống yasuo bắt đầu đi bộ ra rồi giao tranh được hay không kích dây chuyền hơi sớm đến từ ivern rồi đối phương bắt đầu bị đẩy ra khỏi khu vực baron tp bọc đầu đến từ đờ bao chọn mục tiêu tấn công sẽ là ai đấy tốc biến chiêu cuối và tất cả mọi thứ còn nguyên nhưng cấp độ cấp độ 15 mà thôi quyết định lao lên Eni yếu máu rồi Yasuo lao vào chăn chối hai người hất tung thêm Eni kích khiên lửa quáng bỏ chạy còn đội bóng thì êm vào tiến sau đối phương chiêu cuối còn chiêu cuối và quy nhưng mà quy chưa kịp đưa ra thì đối phương đã chết tiếp tục đi bộ lên với cái đấm móc móc thành công đến từ vị trí của pai đấm móc đối phương lên tiếp tục bật đứt đánh tay hay như thế nào đây vòng ra phía sau poppy đánh tay đánh tay e kéo đánh tay tiếp kéo nó lại đấm tiếp anh em ơi đồng đội phía sau đã có baron kéo thành công đấm móc lên và mạng có thành con tristana ok chưa hơi tiếc không ăn được cái mạng của Annie vì tiết kiệm chiêu cuối để đánh tiếng sau anh em ạ. Còn Annie lại. nó phế rồi. Vẫn có thể có một huống team, một team đây, phai thắng với Annie bỏ nhà đi bụi thật đây. rồi. Đây Nếu mà giết được Annie đã là quét sạch luôn đấy nhưng mà không cần quét sạch vẫn có thể đẩy thẳng vào với bộ Baron và win game đối phương F Baron fail và sau đó thì lên bảng đếm số và đồng đội ván này gọi là gánh được The voi anh em nhé. <laughs> Đồng đội chẳng gánh quá đi chứ Kéo thành công đấm móc lên Và sau đó thì chiêu cuối đối phương vẫn còn một máu Đối phương lên bảng với mạng dành cho đờ bầu Đó là sát thương đến từ cái quyền trượng bão tố <cười> GG Giáo <laughs> 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 án này xem cho vui thôi anh em cho giáo án hơi chôn Anh em mà áp dụng trong xếp hạng đơn thì đừng có Đừng có thua nhé không mất công người ta lại vào kênh Văn Tùng Người ta bảo là thằng Văn Tùng lại dạy, dạy hư ranh Việt đam xem nào <laughs> 24.000 sát thương Đúng 24.000 đam thôi anh em ạ à. Con tướng này nó không gánh sát thương bằng so với con ramus hay là con uh... <laughs> sát lực đứng trên Văn đấu xem cho vui giải trí thôi anh em nhé Đầu tuần vui vẻ anh em nhé Rồi cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã theo dõi một giao án của đời bao với con Big Grand funa P đi tốt. Và ngữ sức mạnh của nó sẽ đến tầm thời điểm cấp độ 11 cùng với cấp độ 16 anh em nhé Ván này thì đến, đến cấp độ 16 rồi đấy, nhưng mà các bạn thấy là đến cấp độ 16 xong thì game nó cũng ẻn luôn rồi Và pha cuối này thì sốc sát thương ác ha chiều cuối nó trừ luôn khi nào. Ô chiều cuối xong còn có 12 giây thôi anh em tầm 11 12 giây hồi thôi. Với 40 điểm hồi chiêu là còn có 11 12 giây hồi một lần chu cuối và chu cuối cực kỳ nhiều đam. Cũng như là counter được những lớp lá chắn đấy từ đối phương nữa. Hẹn gặp lại anh em ở dàn khác trên kênh Văn Tùng anh em nhá. Bye bye.